mình chăm con nhỏ thì mình thường xuyên là mình nằm mình cho con bú mình ngủ quên nữa, xong cái bỏ ông này nằm một bên, xong cái buồn tức không biết làm cái gì, cái bắt đầu anh thấy cái niệm của mình á, già lấy cái chân nè, già rẹt 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 rẹt, giống như là để cho mình biết là đang bức xúc, đang bực. Trời ơi, cái màu hồng nó ngọt ngào quá trời đẹp. Chào hai em. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mai Tiền, năm nay em 32 tuổi. Thì hiện tại thì em có một công ty riêng chuyên về phân phối những dòng sản phẩm về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Ồ, dạ, mời em. Dạ, dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, và chào quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là anh Toàn, hiện là cùng tuổi với vợ là 32 tuổi. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Tụi em là ở thành phố hay là ở đâu, ở tỉnh? Thành phố Cần Thơ ạ. Bây giờ á, chia sẻ cho anh biết coi là hai em lần đầu tiên tình yêu nảy nở thì sao? Hai vợ chồng em á, thì có một người bạn chung, nhưng mà chơi cũng rất là lâu rồi. Tuy nhiên á, là hai cái nhóm bạn khác nhau hoàn toàn luôn. Thì cái thời điểm mà em vừa mới chia tay bạn trai tầm khoảng vài tháng thôi, thì gặp lại cái anh đó, thì anh bạn đó mới rủ đi uống cà phê. Lúc đó là mới gặp anh này. Mà cái ấn tượng đầu tiên em gặp chồng của em á, thì em cảm thấy là ông này làm cái gì mà cái mặt chảnh chảnh, thấy ghét. Xong rồi cái thái độ nghênh ngang lắm kìa, em nhìn em thấy khó chịu lắm. Thì mình cũng xã giao mà, mình chào rồi thôi, mình nói chuyện với lại mấy anh em kia. Xong rồi mấy anh em rủ nhau đi ăn. Thì lúc đó là cái ấn tượng, là cái ấn tượng lúc này là ấn tượng xấu về nhau rồi. Anh có nghĩa là đi. Đầu tiên á là không ưa nhau. Không ưa. Còn em sao? Dạ lúc mà đi ăn thì hai vợ chồng em đi ăn chung với cái anh bạn giới thiệu đó. Em là cực kỳ ghét mà ăn, mà mình nhìn vô món đó đi, mình muốn ăn cái gì mình gắp một cái rồi xong. Không có bươi, với lại mà dùng cái trong cái nồi lẩu thì nó làm có cái như em như cái gà giá. Vậy bươi. Trong nồi lẩu nó có cái giá, nhưng mà sọc cái muỗng vô giống. Đúng ngay chỗ em ghét, nó trời cái bà này thiệt. Cỡ nào nào cỡ thôi luôn đi, đi lần này đi ăn cái rồi thôi. Tại lỡ ăn rồi, xong rồi về. Rồi xong rồi làm sao mà gặp nhau được ta? Sau cái lần đó là em mới chuyển công tác qua bên một công ty bảo hiểm Phi Nhân Thọ. Thì em mới liệt kê hết toàn bộ danh sách bạn bè em coi là ai đang làm ở bên lĩnh vực ngân hàng để em đưa vào. Xong cái em lướt lướt Facebook, em thấy anh này, à đây nè, quen quen. Làm bộ nhắn tin kết bạn Facebook. Chủ yếu mục đích của mình là để mình moi thông tin, mình hỏi coi là ở trong đó là người ta như thế nào, về chiết khấu, về hoa hồng này nọ các kiểu, để mà mình đi cho nó dễ. Tóm lại là mục đích là lợi dụng đó. Là lợi dụng đó. Thì em mới hẹn anh này ra một buổi, hôm nào là anh em mình uống cà phê một buổi để em gặp em trao đổi công việc. Thì cái anh này á thì nghĩ là à chắc nhỏ này nó thích mình. Nghĩ như vậy thiệt. Nói là thôi bây giờ em ở đâu anh qua anh rước em uống cà phê. Thì em là người mới quen, không bao giờ mà em cho người lạ hay là bạn bè gì mà qua để biết nhà của em hết. Tại vì lúc đó là em đã có nhà riêng rồi. Sẵn anh này thì ở ngay trung tâm thành phố. Em mới nói là bây giờ anh cho em địa chỉ nhà đi. Thì em chạy ngang qua rồi em ghé em rước luôn cho nó tiện. Đó. Mặc định trong đầu lại nói là mình thích ổng nữa. Nhưng mà em thì sao? Em gặp một đôi lần thì em thấy cô này sao? Giống như là muốn chiếm đoạt hả chị? Tại vì đi chơi xong rồi đưa về nhà, giống như là cái hành động của người đàn ông vậy. Giống như một cái người đang theo mình đi, nữa. Đi săn á. Đi săn. Săn mồi. Lúc đó ông không có hiểu cái mục đích của mình. Dạ không hiểu anh. Nhưng mà rồi sao, rồi đến lúc nào thì em cảm thấy là cái cô này mà. Dạ tới lúc nói chung mưa dầm thấm đất á chị. Em nhớ trên cầu Quang Trung mà trời lạnh lắm. Tự nhiên lấy cái áo mưa chùm em. Tức là lấy cái áo mưa chùm em hay là chùm phía trước, thay vì cái áo gió mà chùm cái áo mưa. Nói chung là những cái hành động nhỏ nhỏ nhưng mà nó ấn tượng. Tức là cái áo mưa chùm cho em chứ không có chùm cho cổ. Dạ cổ ngọc ngoài sao chùm em là. Tức là như vậy là chị đang trên đường về. Thì mưa bắt đầu là mưa phới rồi. Em lấy cái áo mưa em cứ choàng ở phía trước. Em che cái bụng, cái áo, cái ngực của anh này lại. Nhưng mà cái lúc đó em nói thiệt đi, lúc đó là em đã để ý anh này chưa? Hay là vẫn còn lợi dụng không? Lúc này thì nói chung là cũng có ấn tượng là tốt chút xíu rồi. Tại vì cũng đi uống cà phê thêm vài lần. Thì cũng có nói về cái đời tư của nhau. Cũng nói là anh cũng đang mới vừa chia tay bạn gái cũng vài tháng. Thì bây giờ anh độc thân, em cũng độc thân. Thì cũng đang là chuẩn bị là mở lòng để cho cơ hội hai đứa tìm hiểu. Lúc đó đã thích nhau thích rồi. Trời em hỏi cũng bằng thừa, chị nói em nghe. Cái người phụ nữ đó, người ta chỉ có cảm tình ta mới làm cái hành động như vậy. Tại vì vậy nè, không á là dừng xe lại, trùm áo mưa rồi mạnh anh ấy, còn này là
em phải nhớ khi em vòng về là tay em bắt buộc phải ôm nữa. Em hiểu không? Em choàng vậy là tay em phải ôm để vịn. Là đúng rồi. Nó rớt áo mưa làm sao? Vịn rồi thì chuyện gì xảy ra? Vịn thì phải ngồi. Là đúng nhau thôi. Va chạm, va chạm. Rồi chưa tính cái chuyện đi xe thắng đồ dằn tới dằn lui. Mà lên cầu nữa. Em phát hiện ra điều gì nói chị nghe. Thấy ok quá hả? Okay. Tại sao ok vậy? Tại sao ok vậy? Dạ, thấy nó cấn cấn chị. Thấy nhưng mà cấn cấn là cái gì? Dân đàn ông hay nói là cái gì là điện nước đầy đủ đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ nè, dạ. Kể từ ngày choàng tay qua, đó. Đưa cái áo mưa nè, cái là, áo mặt. Là chính thức là lúc nào tụi em yêu nhau? Đúng. Bao lâu? Cách đó cũng khoảng thêm cũng khoảng nửa tháng tháng nữa anh chị. Tại vì dạ. Cũng ngay dịp 1 tháng 6. Sao lượng nghe cho cái ngày quốc tế thiếu nhi vậy? Dạ, em thấy nó cũng dễ thương. Tại vì quen nhau lần thời điểm đó là em thật sự là cũng hai vợ chồng rất là khờ. Đêm động phòng còn ấn tượng hơn nữa chị. Sao? Cái đêm động phòng á, tại vì theo cái phong tục tập quán của người xưa là phải ở bên nhà chồng 3 ngày mới được về nhà mình ở. Đó. Thì cái đêm đó là sau khi mà đãi tiệc xong thì hai vợ chồng em là vòng vàng khẩu trang thì lúc đó chưa xe hơi đâu, đi xe máy thôi, là em gom vào trong một cái túi, em quăng ở trong cái cốp xe đi chơi, đi bứt chơi. Đi xong hai vợ chồng say xỉn quá, cuối cùng tới thời điểm tầm khoảng 2 giờ sáng mới về. Ông này xỉn quá mở cửa ra dẫn xe vô cái út. Xong em lững thững đi sau quay xe qua xe lại, thấy khóa cửa mất tiêu đi lên ngủ luôn. Bỏ em ở ngoài. Xong rồi em nằm dài ở cái băng đá mà ở đối diện nhà. Không, lúc đó thì em chưa xỉn nhưng mà có cái là em không có liên lạc được ai hết, điện thoại hết pin. Xong em nằm dài như vậy em đợi em nói trời ơi trời, cái ông này cái đêm tân hôn mà mình nằm ở ngoài, mình nằm xẻ lai mà mình ôm cái túi vàng mình ôm cái túi vàng cưới mà mình nằm dài ở trên đó mình đợi, không biết chừng nào ông mới tỉnh, ông mới ra ông rước mình vô. Xong rồi ông này ngủ tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ, chắc là mò tới mò lui không thấy anh vợ đâu. Mới điện thoại em nói anh, bóc điện thoại điện cho 10 mấy 20 người bạn. Anh ơi, vợ em đâu rồi? Chị ơi, vợ em đâu rồi? Lúc đó là em sao bị quản á. Đó anh, quéo rồi. Hơi bị quản, mình nói trời ơi, chết bà rồi, vợ tôi có chồng. Vợ mất, gì mất nữa. Nên em sợ em, vợ em có chuyện, đang ôm vàng nữa. Nên em sợ lắm, rồi em đi ra, nói chung. Rồi em sai, đúng không? Rồi lúc đó em sao? Không chữa mày tào lao quá. Lúc đó là em nói là em không mới nói là em giận. Thì em muốn ôm đồ, em bỏ về luôn á. Không có một cái người chồng nào mà có một thể nào đối xử với là một cái người vợ mới cưới mà như vậy hả? Quá dữ luôn, đám cưới ấn tượng ha. Nhưng mà dạ. Hỏi nè, trước khi đám cưới đó, trong cái khoảng thời gian mà yêu thương cho đến khi đám cưới đó, thì nó có trục trặc, nó có bất trắc gì, nó biến nhiều cố gì xảy ra không? Nhiều lắm, trước khi mà em mới bắt đầu quen á, là em phải xử lý rất là nhiều. Nhiều. Rất là nhiều những cái mối quan hệ ngoài luồng. Ví dụ trước khi quen em. Cái trường hợp nào mà đặc biệt nhất đâu em kể nghe. Trường hợp đặc biệt nhất là có một bé đó, em cũng không biết là bé đó ở đâu nữa. Thì bé này em cũng chắc đoán là chắc cũng trẻ, kiểu tin tin. Ông này thì cái kiểu tin tin ngọt ngọt khoái lắm. Nhắn tin, biết là ông xã em quen em rồi thì bắt đầu nhắn tin, điện thoại, chửi bới. Rồi những cái người yêu cũ cũng vậy luôn. Ủa là nhắn cho em á? Là nhắn cho em á? Nhắn cho em luôn á. Với lại là cũng có một số người á, nhiều khi là thích cái anh này. Đó, cho nên là họ hay làm, họ chơi những cái trò như vậy thôi. Thì mình thấy cái con nít quá. Khi quan trọng là cái thời điểm mà vợ chồng em bắt đầu quen nhau là có rất là nhiều người mà giống như nhiều tin nhắn lắm anh. Rất là nhiều luôn mà em không biết là ai luôn. Chồng em đào hoa lắm. Là tới lúc mà hai vợ chồng em quen là hoàn toàn là giống như là hai người đã có kinh nghiệm hết rồi. Nên là không có, rất là suôn sẻ. Rồi tính cách của hai vợ chồng em cũng không hợp luôn. Quen nhau tầm khoảng là 4-5 tháng thôi là hình như là hai đứa em muốn chia tay là chắc có 10 lần có. Quen ít mà quen... Tức là cái tính của cái tính của anh này là anh này là thích kiểm soát người khác. Ví dụ như bạn gái là ăn uống như thế nào, nhắn tin như thế nào, rồi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, cũng phải giải thích. Nó thì em thì cái tiếp người của em thì em không thích vậy. Đó, cho nên là mình cảm thấy nó bị khó chịu, chưa gì hết mình mới là người yêu thôi mà kiểm soát mình tới cái mức độ đó. Rồi ghen tuông, rồi ôi đủ thứ hết. Thôi chút nữa đến cái phần tật xấu mình khui đó. Đâu bây giờ được luôn rồi nè. Rồi. Vô luôn nè, bây giờ nếu vậy thì sau khi lấy nhau rồi là còn cái tật đó không? Em kể luôn cái tật xấu luôn. Sau khi lấy nhau rồi á, lúc mà sinh con xong thì mới bắt đầu phát hiện tật nhiều. Thứ nhất là ổng hay cà khịa với con lắm. Ổng hay cái kiểu giống như là hai vợ chồng mới cưới mà thường ngủ là phải ôm ấp nhau, thì khi mà tự nhiên đùng một cái có một cái thành viên khác xuất hiện nó chen ngang, nó nằm ở giữa. Mình chăm con nhỏ thì mình thường xuyên là mình nằm, mình cho con bú mình ngủ quên nữa. Xong cái bỏ ông này nằm một bên, xong cái buồn tức không biết làm gì, cái bắt đầu anh thấy cái niệm của mình á, chà lấy cái chân nè, chà rẹt giống như là để cho mình biết là đang bức xúc, đang bực bội đó. Mà tại sao con ngủ rồi mà lại không qua ôm ổng? Ghen với thằng nhỏ. Ghen tới thời điểm bây giờ vẫn ghen như vậy. Con mấy tuổi rồi chị? Con em cũng được gần 4 tuổi rồi chị. Trời ơi, con trai gái.
Dạ bé trai. Thôi ông càng ghét nữa. Ở nhà thì vợ chồng em có cái nickname của toàn gia đình là Toàn Tiền Đô. Toàn, thằng nhỏ tên là Tiền Đô đúng không? Nhỏ tên là Đô, tiền, em Tiền, em là Tiền. Nhà Toàn Tiền Toàn Đô. Tiền Đô. Thì đứa nhỏ toàn tên La. Toàn Tiền Đô La. Vậy em đang kiếm là La La. Đúng không? Thêm cái tật xấu gì nữa không? Cái tật xấu của chồng em nữa là rất là thích nhậu. Anh thường xuyên á là ví dụ như những cái công việc nhà hoặc là hư cái này cái kia mà em phải nhắc nhở nhiều lần anh mới làm. Nhưng mà bạn yêu cầu bạn gọi nhậu là ở đâu cũng ba chân bốn cẳng chạy. Ham vui lắm. Như vậy thì trong tất cả những cái tật xấu đó của chồng, em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì nhất? Em mong mỏi cái vấn đề chồng em thay đổi nhất á là khi mà rảnh thì hỗ trợ em cái vấn đề công việc là cái thứ nhất, cho thật sự là nó chuyên tâm. Rồi cái thứ hai nữa là em muốn là chồng cũng hạn chế bia rượu nhậu nhẹt chơi bời. Cái thứ ba nữa là em muốn chồng em thay đổi là thay vì cái thời gian mà chơi với bạn bè nhiều thì em muốn là chồng em học thêm những cái kỹ năng để mà dạy trẻ. Tại vì thường là cái độ tuổi mà trẻ lên 3 trở lên đó là bắt đầu là nó biết cách là nó tìm hiểu, nó khám phá rồi và nó thường hay cãi lại lắm, nó hay bướng lắm. Thì cái đó thì vợ chồng phải đồng lòng và phải tìm ra những cái cách phù hợp phải xử lý. Rồi giờ tới em đó. Vừa nói tật xấu mà vừa nói luôn mong muốn thay đổi luôn đi. Vợ em thì cái tật xấu của vợ em không thích là em chỉ là ăn tiếng nói thôi. Nếu mà một vấn đề mà dù cho vợ đúng nhưng mà vợ nói cọc cằn là chồng cũng không nghe nữa. Nên là có một vấn đề là vợ cần hoàn thiện chỉ là ăn tiếng nói thôi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Trước khi mà có vợ là em đã quen với những cái người bạn gái trước là chăm sóc cho em rất là tận tình á, thì rất chu đáo. Nhưng mà còn vợ em á, nhiều khi em đi chơi tới sáng cũng không gọi. Cái đó thì em rất là bất ngờ. Nó là sao mà những người con gái khác đều có mà vợ tôi không có. Vợ em có một cái là không có ghen, nhưng mà những cái hành động không ghen nó làm cho người khác sợ. Tại vì những cái người bạn gái trước của em rất là ghen em, ghen cực kỳ luôn. Em đi đâu cũng là ghen lắm. Nhưng mà vợ em là em đi tới múc chỉ cũng không ghen gì hết, cũng không gọi gì hết. Nhưng mà những cái gì làm cho em đặt dấu chấm hỏi. Nhưng mà bây giờ ngược lại này, chị hỏi em, tức là em đi nhậu mà vợ em gọi em hoài luôn, rồi em có khó chịu không? Dạ khó. Thì bởi vì chính vì đó là em thấy nó lạ đặc biệt à. Dạ, nhưng mà em thích việc đó hay là em không muốn việc đó? Nói chung là em thật sự là người đàn ông không ai thích cái chuyện mà giống như là đi mà gọi hoài hoài hết á. Nhưng mà không gọi thì lại thiếu. Thực ra chị thấy như vậy nè em. Tụi em lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm tức là thằng bé 4 tuổi đúng không? 5 năm trời thì cái thời gian nó cũng không phải là dài mà nó cũng không phải là ngắn. Nhưng mà cái cách mà của vợ chồng em á, tức là của vợ em xử sự á, nó giống như là của một cái người phụ nữ mà đã sống với người chồng đó khoảng là chục năm hơn. Thực ra mà nói á, đến một lúc nào đó vợ chồng phải đạt được cái ngưỡng là thực sự tin tưởng nhau, tôn trọng nhau về mọi phương diện thì mới sống được. Vấn đề thứ hai nữa là trong đầu em, nếu em còn cái suy nghĩ là tại sao so sánh giữa vợ em với những người bạn gái trước của em, là em phải bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Không bao giờ so sánh. Vợ là chỉ có một thôi. Còn người yêu có thể là 5-7 cô cùng một lúc, nhưng vợ là chỉ có một thôi. Em chỉ có thể so sánh người yêu này với người yêu kia thôi, chứ không được quyền lấy những người yêu đó so sánh với vợ của mình. Cái đó là cái kinh nghiệm. Tại vì sao trong đầu em vẫn còn suy nghĩ đó, thành em bị khó chịu về những cái chuyện đó. Dạ đúng rồi. Em phải nghĩ là cuộc sống của em bây giờ đang rất là thoải mái, kinh tế ổn định nè, con vợ giỏi giang nè, đúng không? Thằng con trai ngon lành nè, đúng không? Mà mình đi đâu, mình làm gì mình rất là thoải mái. Nếu vợ em không nhắc em phải tự điều chỉnh. Chứ đừng có để là tại bà không kêu mình đi luôn, không có. Mình bây giờ là người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình rồi. Mình phải biết cái giới hạn giờ giấc để làm chi. Hồi nãy vợ em có nói đó, dành cái thời gian với bạn bè, dành lại một chút để mà lo cho vợ, lo cho con. Đặc biệt là lo cho thằng con. Thằng con trai nó cần cha dữ lắm ạ. Anh nói chung là chúc mừng hai vợ chồng em. Đó. Hai chồng thành đạt nè. Rất thành đạt. Bây giờ chúc mừng toàn nè, cái tiền đô. Đây nè, chúc đây cho nè. Năm sau có con bé La La nó xuất hiện. Không, ngoài đó. La La là phải ngưng rượu nha. Dạ đúng rồi. Bớt rượu lại. Bây giờ về nhà ăn nhất. Cơm với vợ. Năm và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn, đốt giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật luôn. Vâng. Nhưng mà mấy tháng rồi?
Dạ bây giờ em lúc lúc bốc thử hai vạch á. À lúc đấy là... mới á. Mới tầm mới có 4 tuần. Ừ. Không nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Ừ. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn là đám hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều nhiều không? Dạ từ khi mà con em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó. Thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó bà lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không. Hay là con làm KOL luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đi đâu đấy. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao rồi vậy lại hay em bé, rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả giết rồi dạ, em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Dạ, chắc là đến sau năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì lại tiếp tục nghỉ nữa à? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm ạ. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay nó lóng ngóng em, con còn cảm thấy nhiều nhìn ngứa mắt thôi, vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất. Con là người riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm á. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Đó, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Hạnh phúc là lựa chọn thế thôi nha. Rồi bây giờ rồi, tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ. Chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi.
Có nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là... Nhưng mà nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm, về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy, chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn ạ. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc này con rất là bực mình. Mà chồng là... chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là nhậu, đi ăn sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Đúng thật là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ. Thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là đấy, anh hả? Tặng. Vâng. Ủa chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt bớt. Bớt bớt xong bây giờ bớt luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn đó. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn là kiểu anh ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vành cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra nhậu ít thôi, lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút là con tự cảm. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen, rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là mà... sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ.
tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đấy là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện nhắc cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay hay nhắc với cái lỗi sai của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim mà. Con bỏ lâu rồi, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không nhá. Con bảo là anh không, em không đích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế. Và em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, kiểu anh đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua, đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là ôi, như vậy là tôi hay vợ chồng em okay là rồi. Hai vợ chồng em mà không gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về là hiện tại và tương lai rồi. Đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Đúng rồi. Thế nhá. Cô á là cô không biết nó đóng những phim khác như nào, cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy. Thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn á, là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con biết. Lúc mà thôi. Yêu thì con thì... cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà đó. Những người mà fan họ quá. Nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Đấy, cho nên con đừng có dạy gì mà con ghen hết. Yeah. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cô. Không tỏ có tình nè, tỏ tình là tỏ gì? Tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy, cho đấy. Tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phọt con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh.
Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau. Và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, ơi. Quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. Một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái à, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.